Chào các bạn. Sau đây chúng ta sẽ tiếp tục tìm hiểu về kiểu dữ liệu sort trong ngôn ngữ lập trình Java. Sort là một kiểu dữ liệu có kích thước nhỏ hơn kiểu in và có thể được sử dụng khi mà chúng ta muốn là lưu trữ những cái giá trị trong cái độ lớn vừa phải để tiết kiệm được bộ nhớ so với việc chúng ta khai báo các giá trị kiểu in. Để làm việc với kiểu sort, chúng ta cũng sẽ tạo ra một chương trình Java. Ở đây chúng ta sẽ đặt cho nhất quán, thì ta sẽ đặt là ví dụ kiểu sort, và chúng ta cũng sẽ khai báo biến. Ở đây thì mình sẽ khai báo một cái biến có tên là nhiệt độ thuộc kiểu sort. Sau đó chúng ta gán giá trị cho biến này. Ở đây tôi sẽ gắn giá trị là -200 và chúng ta cũng sẽ in ra giá trị của biến nhiệt độ là. Sau đó chúng ta thực thi chương trình, thì như vậy là chúng ta có thể thấy là biến đã được hiển thị ở trong chương trình. Chúng ta đã minh họa về một ví dụ về kiểu dữ liệu sort trong chương trình Java. Chúc các bạn học tốt.